chào các bạn, tôi là Hồng Nhung, giảng viên của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Phòng chống thiên tai thuộc Tổng cục Phòng chống thiên tai. Tôi rất vui mừng khi được đồng hành cùng với các bạn trong bài học ngày hôm nay. Như các bạn đã biết, trong những năm qua, thiên tai trên thế giới và khu vực ngày càng diễn ra phức tạp, khó lường. Ở nước ta, thiên tai đã và đang diễn ra rất nghiêm trọng, khắp các vùng miền trên cả nước, trong suốt cả năm với những yếu tố hết sức cực đoan, bất thường, khó dự báo cảnh báo của thiên tai đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bão, áp thấp nhiệt đới. Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, vai trò của chính quyền và lực lượng tại cơ sở là đặc biệt quan trọng. Theo khoản 1, điều 43 của Luật Phòng chống thiên tai quy định rõ, Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện và trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai, Ủy ban nhân dân cấp huyện là đơn vị có trách nhiệm quản lý trực tiếp các xã trên địa bàn huyện, hỗ trợ và điều phối các nguồn lực của huyện và các xã trong huyện phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai. Và trong khóa học ngày hôm nay, tôi mong muốn chia sẻ cùng với anh chị và các bạn về vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong triển khai các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và hy vọng rằng các kiến thức trong bài học này sẽ giúp ích và hỗ trợ cho các anh chị trong các hoạt động phòng chống thiên tai tại địa phương và để có thể đạt được những mong muốn trên chúng ta cùng nhau thảo luận ba nội dung sau thứ nhất trách nhiệm nhiệm vụ của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện trong phòng ngừa thiên tai thứ hai trách nhiệm nhiệm vụ của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện trong ứng phó thiên tai thứ ba trách nhiệm nhiệm vụ của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện trong khắc phục hậu quả thiên tai Sau đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần thứ nhất của khóa học. Trong phần này, chúng ta cùng nhau trao đổi về trách nhiệm, nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong giai đoạn phòng ngừa thiên tai. Trong phần này, chúng ta cùng nhau trao đổi 10 nhóm nhiệm vụ mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cần triển khai thực hiện trong giai đoạn phòng ngừa. Nhiệm vụ thứ nhất: Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và triển khai thực hiện pháp luật về phòng chống thiên tai. Để triển khai được nhiệm vụ này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cần thực hiện các nội dung sau. Thứ nhất là tổ chức các cuộc họp quán triệt cho các cán bộ quản lý nhà nước của huyện và các xã trong huyện trực tiếp làm công tác phòng chống thiên tai. Về các nguyên tắc, nhiệm vụ được quy định trong luật phòng chống thiên tai, Nghị định 160-2018-NDCP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ các mục tiêu, hoạt động quy định trong nghị quyết số 76 NQCP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai. Các định hướng, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về công tác phòng chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Thứ hai là tổ chức các cuộc họp chuyên đề cho các cán bộ, các đơn vị có liên quan trong Ủy ban Nhân dân huyện và lãnh đạo các xã thuộc huyện về nội dung các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn áp dụng và trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương. Một số nội dung quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai cần được quan tâm như sau. Trách nhiệm và nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai cấp xã, huyện trong triển khai các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Thành lập, kiện toàn và xây dựng, triển khai kế hoạch nâng cao năng lực cho đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã cơ chế, chính sách, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Nghị định số 02-2017 NDCP ngày 9 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ. Thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai. Nghị định số 94-2014 NDCP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ và Nghị định số 83-2019 NDCP ngày 12 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 94-2014-NDCP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về việc thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai. Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai Quyết định số 44 2014 quy đề TTG ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai và quy hoạch kế hoạch phát triển ngành kinh tế xã hội. Thông tư số 05-2016 ngày 6 tháng 6 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đề điều, Nghị định số 104-2017-NDCP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ và cuối cùng, để thực hiện nhiệm vụ về tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện luật phòng chống thiên tai và các quy định liên quan về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện cần chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung của luật phòng chống thiên tai, nghị quyết số 76 NQCP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho các tổ chức, đoàn thể, người dân tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản hồi từ các tổ chức đoàn thể, người dân về các khó khăn, vướng mắc khi triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống thiên tai tại địa phương. Nội dung tuyên truyền phổ biến cần tập trung vào các nguyên tắc, định hướng chỉ đạo, các văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ, địa phương trong công tác phòng chống thiên tai và trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, người dân trong công tác phòng chống thiên tai. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhiệm vụ thứ hai trong 10 nhóm nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong giai đoạn phòng ngừa thiên tai. 2. Tổ chức tập huấn cho các lực lượng tham gia hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Một trong những mục tiêu của Nghị quyết số 76 NQCP là 100% lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với thiên tai, nhất là với các loại thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn. Nghị quyết cũng giao nhiệm vụ về xây dựng lực lượng tại chỗ trong phòng chống thiên tai cho các địa phương với nội dung chỉ tiêu cụ thể là xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở, trước mắt tại cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt, thời gian hoàn thành trong năm 2020. Để thực hiện mục tiêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cần xem xét thực hiện một số nội dung sau. Chỉ đạo Hướng dẫn, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xây dựng, củng cố đội xung kích, hướng dẫn hoạt động và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng này, định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch đào tạo cho lực lượng xung kích cấp xã, tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo, huấn luyện cho lực lượng xung kích cấp xã khi có yêu cầu từ ủy ban nhân dân cấp xã bố trí kinh phí chỉ đạo ban chỉ huy quân sự huyện các cơ quan liên quan phòng chức năng tổ chức tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và hộ đê đối với khu vực đồng bằng cho đội xung kích hướng dẫn kiểm tra ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng trình duyệt dự toán kinh phí chi trả phụ cấp và thực hiện các chế độ chính sách khác cho hoạt động của đội xung kích một số nội dung hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các quyết định về thành lập, củng cố và duy trì lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã như sau. Ban hành quyết định thành lập, củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Ban hành quy chế phối hợp giữa đội xung kích phòng chống thiên tai với các cơ quan tổ chức tại xã trong hoạt động phòng chống thiên tai. Ban hành quyết định phê duyệt dự toán chi thanh toán kinh phí phụ cấp và thực hiện các chế độ chính sách đối với thành viên đội xung kích phòng chống thiên tai theo các quy định của nhà nước phê duyệt kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra giám sát các hoạt động của đội xung kích phòng chống thiên tai ban hành báo cáo kết quả kiểm tra giám sát định kỳ và gửi về ủy ban nhân dân ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện Bên cạnh việc ban hành quyết định thành lập kiện toàn lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện cần xem xét tới hoạt động đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Và trong bài học ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ một số kiến thức, kỹ năng mà các lực lượng tham gia hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cần được tập huấn trong cả ba giai đoạn phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. trong giai đoạn phòng ngừa các lực lượng tham gia hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cần được trang bị kiến thức về tổng quan thiên tai như các loại hình thiên tai hiện đang xảy ra ảnh hưởng tới địa phương thời gian xảy ra loại thiên tai cường độ khu vực bị ảnh hưởng diễn biến của mỗi trận thiên tai với các số liệu về mưa gió nhiệt độ mực nước trên sông độ sâu và diện ngập lụt dấu hiệu nhận biết các số liệu thiệt hại về người và tài sản như con người vật chất sản xuất kinh doanh, sức khỏe, vệ sinh môi trường. Xu thế của thiên tai, nhận diện tăng hay giảm về số lần xảy ra mỗi một loại thiên tai hàng năm, cường độ của thiên tai và mức độ nguy hiểm của các loại hình đó, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Hệ thống quản lý thiên tai tại Việt Nam. Giới thiệu khái quát hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai tại Việt Nam giới thiệu khái quát hệ thống cơ quan chỉ đạo chỉ huy điều phối liên ngành về phòng chống thiên tai tại việt nam cung cấp các nội dung chi tiết hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai cấp tỉnh huyện xã hệ thống cơ quan chỉ đạo chỉ huy điều phối liên ngành cấp tỉnh huyện xã thông tin liên hệ của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh huyện xã các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới công tác phòng chống thiên tai tại địa phương một số khái niệm cơ bản về thiên tai như thiên tai rủi ro thiên tai cấp độ rủi ro thiên tai tình trạng dễ bị tổn thương đối tượng dễ bị tổn thương năng lực phòng chống thiên tai quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng hướng dẫn và thực hành phương pháp sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai có sự tham gia của người dân để xác định khu vực an toàn khu vực có nguy cơ cao vị trí các đối tượng dễ bị tổn thương nhằm phục vụ công tác cảnh báo sớm, sơ tán sớm và hỗ trợ ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra. Tập huấn về mục đích, khung kế hoạch phòng chống thiên tai và phương án ứng phó với các loại hình thiên tai, mối liên hệ giữa kế hoạch phòng chống thiên tai và phương án ứng phó với các loại hình thiên tai. Tập huấn các nội dung, phương thức tuyên truyền cho người dân về phòng chống thiên tai giới thiệu trang thông tin điện tử của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai trang facebook thông tin phòng chống thiên tai của tổng cục phòng chống thiên tai hướng dẫn việc xác định cụ thể nguồn lực như nhân lực vật tư nhu yếu phẩm cho các tổ chức hộ gia đình trong vùng bị ảnh hưởng của mỗi loại hình thiên tai của địa phương một số kỹ năng chuẩn bị ứng phó thiên tai như hướng dẫn một số kỹ năng chẳng chống nhà cửa cắt tỉa cành cây khơi thông dòng chảy neo đậu tàu thuyền lồng bè tổ chức tập huấn diễn tập vân vân một số kiến thức kỹ năng mà các lực lượng tham gia hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cần được tập huấn trong giai đoạn ứng phó và khắc phục hậu quả như một số hoạt động cơ bản trong ứng phó thiên tai như triển khai ứng phó với các tình huống thiên tai công tác sơ tán dân cảnh báo canh gác tại các khu vực nguy hiểm như ngầm tràn ngập lụt chia cắt cô lập sạt lở xử lý giờ đầu hệ thống đê điều với các khu vực có đê một số kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản, đặc biệt đối với đối tượng dễ bị tổn thương. Một số kỹ năng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cơ bản. Một số hoạt động cơ bản trong khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhiệm vụ thứ 3 trong 12 nhóm nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong giai đoạn phòng ngừa thiên tai. 3. Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai, lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với nội dung này, tôi cùng các bạn sẽ làm rõ hai vấn đề sau. Thứ nhất là về kế hoạch phòng chống thiên tai, thứ hai là về lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và về kế hoạch phòng chống thiên tai thì nội dung kế hoạch phòng chống thiên tai cấp huyện được quy định tại điều 15 của luật phòng chống thiên tai và được hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cấp huyện tại tài liệu Kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp địa phương quyển 2 do Tổng cục Phòng chống thiên tai ban hành năm 2018 và về lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương thì nội dung phương pháp lồng ghép được quy định tại thông tư số 05-2016 ngày 6 tháng 6 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch kế hoạch phát triển ngành kinh tế xã hội. Và trong bài học ngày hôm nay, tôi sẽ đưa ra những lưu ý về một số nguyên tắc cơ bản cần được đảm bảo trong xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cấp xã và một số phương pháp lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp huyện cần đảm bảo một số nguyên tắc cơ bản sau. Kế hoạch phòng chống thiên tai phải đảm bảo các nội dung theo quy định của luật phòng chống thiên tai và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan kế hoạch phòng chống thiên tai phải được xây dựng theo phương châm bốn tại chỗ bám sát về tình hình thiên tai phù hợp với điều kiện dân sinh kinh tế văn hóa xã hội của địa phương kế hoạch phòng chống thiên tai được xây dựng dựa trên kết quả của đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đảm bảo dân chủ cơ sở với sự tham gia của cộng đồng bao gồm các đối tượng dễ bị tổn thương kế hoạch phòng chống thiên tai phải xác định các nội dung giải pháp và phương pháp phù hợp có tính khả thi để lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án khác của địa phương. Nội dung của kế hoạch phòng chống thiên tai thường xuyên được giả soát, cập nhật hàng năm. Một số phương pháp lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương như sau. Lựa chọn các giải pháp phòng chống thiên tai, đòi hỏi nguồn kinh phí lớn thời gian thực hiện dài vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội xác định biện pháp phòng ngừa ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai kết hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội xây dựng nông thôn mới bảo vệ môi trường hệ sinh thái ví dụ xây dựng nhà văn hóa thôn kết hợp làm nơi tránh trú an toàn cho người dân gắn mục tiêu phòng chống thiên tai vào các giải pháp phát triển kinh tế xã hội để bảo vệ các thành quả của hoạt động phát triển kinh tế xã hội đồng thời không làm gia tăng hoặc tạo thêm các rủi ro mới tại địa phương Lựa chọn các thông tin về thiên tai như rủi ro thiên tai năng lực phòng chống thiên tai tình trạng dễ bị tổn thương trong phòng chống thiên tai để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội xác định các định hướng dự báo phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo xác định các giải pháp phát triển kinh tế xã hội phù hợp đảm bảo bền vững trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu xác định các nguồn lực để thực hiện biện pháp lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai trách nhiệm nhiệm vụ của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện trong phòng ngừa thiên tai. Nhiệm vụ 4 là xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống phát thanh, truyền hình, truyền thông và hệ thống truyền tin khác để thu thập, truyền và phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai. Nội dung, tần suất, thời gian, phương thức và cơ quan ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo tin dự báo, cảnh báo thiên tai được quy định tại quyết định số 03/2020 Quy đề TTG ngày 13 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. Trong đó, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp huyện được quy định tại khoản 2, điều 36 như sau. Tiếp nhận thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai từ Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, chỉ đạo các đài phát thanh cấp huyện, thị xã thực hiện các quy định truyền tin về thiên tai có liên quan trực tiếp đến địa phương về tần suất thời lượng phát tin chỉ đạo chỉ huy ứng phó thiên tai được quy định tại Điều 4 Nghị định 160-2018-NDCP ngày 29 tháng 11 năm 2018 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng chống thiên tai. Các nội dung cần quan tâm trong việc xây dựng, quản lý, vận hành đài phát thanh, truyền thông và hệ thống truyền tin khác như sau. Thứ nhất, đảm bảo các nội dung, bản tin, tần suất, thời gian, phương thức phát tin dự báo, Cảnh báo tin dự báo, cảnh báo thiên tai được quy định tại Quyết định số 03-2020 Quy TTG ngày 13 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 160-2018 NDCP ngày 29 tháng 11 năm 2018, quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng chống thiên tai. Thứ hai, giả soát số lượng, đánh giá chất lượng, phân bố loa phát thanh tại các xã của hệ thống phát thanh huyện đều có phương án đầu tư nâng cấp hệ thống phát thanh hoặc có giải pháp tạm thời hỗ trợ những nơi không có phát thanh truyền thanh truyền hình phải sử dụng các phương tiện dụng cụ hiệu lệnh truyền thống theo quy ước của địa phương để đảm bảo mọi đối tượng người dân bao gồm đối tượng dễ bị tổn thương trong vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai tiếp nhận được thông tin dự báo cảnh báo thiên tai các văn bản chỉ đạo chỉ huy ứng phó thiên tai và truyền thông nâng cao nhận thức thứ ba phân công nhiệm vụ cơ chế phối hợp và tập huấn đào tạo cho cán bộ tham mưu xây dựng biên soạn các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai đảm bảo người dân dễ hiểu phù hợp với đặc điểm văn hóa vùng miền đào tạo cán bộ quản lý hệ thống loa phát thanh và trực tiếp làm công tác truyền thanh thứ tư chỉ đạo ủy ban nhân dân xã ra soát tổng hợp các đối tượng dễ bị tổn thương như người khiếm thính người cao tuổi lãng tai sống đơn thân vân vân hoặc người dân trong vùng không được phủ sóng phát thanh tại các xã để có giải pháp thông tin cảnh báo dự báo thiên tai kịp thời. Thứ năm, nghiên cứu áp dụng mạng xã hội như Facebook, Viber, Zalo, vân vân trong việc cung cấp các thông tin cảnh báo dự báo cho các thành viên trong ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các tổ chức và cộng đồng người dân. Nhiệm vụ thứ năm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong giai đoạn phòng ngừa thiên tai là chỉ đạo, đồn đốc xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai, phù hợp với đặc điểm thiên tai của địa phương, gửi ủy ban nhân dân cấp tỉnh để phối hợp, chỉ đạo thực hiện, chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm và tổ chức tập huấn diễn tập theo phương án được phê duyệt. Phương án ứng phó thiên tai được xây dựng dựa trên các căn cứ và các loại thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai có khả năng xảy ra tại địa phương và lĩnh vực quản lý, năng lực ứng phó thiên tai của tổ chức cá nhân Khả năng phối hợp và hỗ trợ của các lực lượng và chính quyền các cấp. Nội dung phương án ứng phó thiên tai được quy định tại điều 22 của Luật Phòng chống thiên tai và được Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xây dựng, phê duyệt và gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để phối hợp chỉ đạo thực hiện. Một số nội dung và phương pháp xây dựng phương án ứng phó thiên tai cần quan tâm như sau. Phương án ứng phó thiên tai được xây dựng cần dựa trên báo cáo đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Giả soát, đánh giá để đảm bảo đủ các nguồn lực về nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để ứng phó với các loại hình thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai. Trong trường hợp nguồn lực còn hạn chế, cần có phương án yêu cầu hỗ trợ từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp trên. Thông tin về đánh giá rủi ro thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cung cấp theo quy định tại khoản 1, điều 17, luật phòng chống thiên tai và xem xét tổng hợp các báo cáo đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của các xã trong huyện. Phương án ứng phó thiên tai cần cụ thể hóa các giải pháp gắn với nguồn lực, phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện. Chú ý đến người dân, đối tượng dễ bị tổn thương, cần được hỗ trợ, cảnh báo sớm, sơ tán sớm ưu tiên. Phương án ứng phó thiên tai trước khi được phê duyệt cần được xem xét, kiểm chứng điều chỉnh bổ sung nếu cần thông qua diễn tập phòng chống thiên tai cấp xã, huyện. Trong diễn tập phòng chống thiên tai, cần có sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là đối tượng dễ bị tổn thương. Thực tế cho thấy, tại nhiều địa phương vẫn chưa hiểu đúng hoặc có sự nhầm lẫn giữa kế hoạch phòng chống thiên tai và phương án ứng phó thiên tai, dẫn tới có địa phương không xây dựng kế hoạch mà chỉ xây dựng phương án và ngược lại, hoặc nhiều nơi lại gộp kế hoạch và phương án ứng phó thiên tai là một Vậy, theo các anh chị, sự khác nhau giữa kế hoạch phòng chống thiên tai và phương án ứng phó thiên tai là gì? Chúng ta cùng nhau so sánh. Thứ nhất, nội dung của kế hoạch phòng chống thiên tai cho tất cả các loại hình thiên tai thường xảy ra, trong khi phương án ứng phó thiên tai được xây dựng trong một loại hình thiên tai hoặc một nhóm thiên tai có giải pháp ứng phó tương đối giống nhau. Và các nội dung chính của kế hoạch phòng chống thiên tai thì tập trung cho giai đoạn phòng ngừa, giảm thiểu, trong khi phương án ứng phó thiên tai tập trung vào triển khai các hoạt động ứng phó trên cơ sở nguồn lực tại chỗ hoặc huy động từ bên ngoài và quy chế phân giao nhiệm vụ đã được ban hành. Và trong kế hoạch phòng chống thiên tai có xác định nguồn lực tài chính thực hiện các giải pháp tiến độ thực hiện hàng năm và 5 năm cho cả 3 giai đoạn phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Trong khi đó, phương án ứng phó thiên tai không có nội dung này vì nội dung này đã nằm trong kế hoạch phòng chống thiên tai 5 năm và hàng năm. Cuối cùng, kế hoạch phòng chống thiên tai được xây dựng tại các cấp địa phương, bộ ngành và cấp quốc gia theo chu kỳ 5 năm và điều chỉnh hàng năm, trong khi phương án ứng phó thiên tai được xây dựng hàng năm ở các cấp địa phương, bộ ngành, các cơ quan, tổ chức. Trách nhiệm, nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phòng ngừa thiên tai, thành lập ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ huy tổ chức công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao trách nhiệm cho một phòng chức năng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện làm văn phòng thường trực tổ chức nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện được quy định tại Điều 21, Nghị định 160-2018-NDCP ngày 29 tháng 11 năm 2018, quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng chống thiên tai như sau. 1. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện thành lập, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ huy điều hành công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi địa phương. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện có con dấu, tài khoản và được cấp kinh phí để hoạt động. 2. Thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm trưởng ban, một phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm phó trưởng ban thường trực, trưởng phòng hoặc thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai Trưởng công an huyện và chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện làm phó trưởng ban. Các ủy viên là cấp trưởng hoặc đại diện lãnh đạo các phòng và cơ quan đơn vị có liên quan đến công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương, lãnh đạo mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, chữ thập đỏ, đoàn thanh niên, cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể xã hội cấp huyện tham gia ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 3. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định giao trách nhiệm cho một phòng chức năng thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện làm nhiệm vụ văn phòng thường trực, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Để triển khai được các nội dung trên, Ủy ban Nhân dân cấp huyện cần ra soát hiện trạng cơ cấu tổ chức bộ máy, nhiệm vụ của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã, ban hành quyết định thành lập hoặc kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai cấp huyện. Phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong ban chỉ huy phòng chống thiên tai cấp huyện. Trách nhiệm, nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phòng ngừa thiên tai. 7. Lập kế hoạch xây dựng và mua sắm trang thiết bị thông tin, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức xây dựng, mua sắm, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật việc cung cấp chia sẻ thông tin trong cảnh báo sớm thiên tai và tuyên truyền nâng cao nhận thức và phối hợp giữa các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai đóng vai trò rất quan trọng trong triển khai các hoạt động phòng chống thiên tai có hiệu quả vì vậy chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện cần xem xét một số nội dung sau giả soát đánh giá hiện trạng các trang thiết bị thông tin hiện có xây dựng danh mục các trang thiết bị cần sửa chữa nâng cấp hoặc mua mới trên cơ sở hiện trạng các trang thiết bị hiện có và nhiệm vụ của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện cấp xã và đội xung kích phòng chống thiên tai. Lập kế hoạch xây dựng và mua sắm trang thiết bị thông tin và quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật. Xem xét ban hành quy chế quản lý, sử dụng các trang thiết bị thông tin đảm bảo quản lý hiệu quả và sử dụng đúng mục đích. Nhiệm vụ 8. Kiểm tra, đôn đốc, tổ chức cá nhân tại địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc tổ chức Cá nhân tại địa phương thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai được quy định tại điều 43 của luật phòng chống thiên tai. Để việc kiểm tra đôn đốc đạt hiệu quả, cần lưu ý đến một số nội dung sau. Các hoạt động phòng chống thiên tai cần cụ thể về phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện và hoàn thành. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng chống thiên tai hàng năm. Nhiệm vụ 9, tổ chức thu nộp thực hiện các nội dung về quỹ phòng chống thiên tai theo quy định các quy định về việc thành lập, đối tượng và mức đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ phòng chống thiên tai được quy định tại Nghị định số 94-2014-NDCP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ và Nghị định số 83-2019-NDCP ngày 12 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 94-2014-NDCP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai. Nghị định số 83/2019/NDCP ngày 12 tháng 11 năm 2019 đã điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 94/2014/NDCP ngày 17 tháng 10 năm 2014 như sau. Thứ nhất, địa vị pháp lý của quỹ. Thứ hai, tổ chức bộ máy quản lý và điều hành quỹ. Thứ ba, đối tượng đóng góp quỹ. Thứ tư, đối tượng được miễn đóng góp quỹ. Thứ năm, quản lý thu, kế hoạch thu nộp quỹ, bổ sung trách nhiệm của cơ quan thuế. Thứ sáu, nội dung chi của quỹ. Thứ bảy, phân bổ quỹ phòng chống thiên tai. Và thứ tám, chế độ kế toán, quyết toán quỹ. Nhiệm vụ cuối cùng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong giai đoạn phòng ngừa thiên tai là xây dựng cộng đồng an toàn gắn với triển khai thực hiện nội dung tiêu chí an toàn phòng chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới. Tiêu chí 3.2 quyết định số 1980 QĐ-TTG ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tôi cùng anh chị và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu 10 nhóm nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong giai đoạn phòng ngừa thiên tai. Và tôi hy vọng rằng những thông tin chính từ bài giảng sẽ hỗ trợ cho các anh chị có cái nhìn tổng quan về các nhiệm vụ trong giai đoạn phòng ngừa theo quy định của chính phủ. Từ đó, chủ động nghiên cứu cụ thể cho từng nhóm nhiệm vụ nhằm triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động phòng chống thiên tai ở cấp huyện đạt được hiệu quả. Và xin cảm ơn anh chị đã cùng đồng hành với tôi trong khóa học vừa qua xin chào và hẹn gặp lại trong bài giảng tiếp theo về hai nội dung trách nhiệm nhiệm vụ của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện trong giai đoạn ứng phó thiên tai và giai đoạn khắc phục hậu quả thiên tai